Xin chào các bạn. Ở video hôm nay, Thế Tâm xin phép các bạn, Thế Tâm không làm video hướng dẫn về YouTube, mà hôm nay Thế Tâm sẽ làm một cái video quảng cáo về một cái ứng dụng rất là có ích đối với những bạn mà thích mua sắm online, mua sắm trực tuyến trên mạng. Và đó chính là một ứng dụng mang tên Kaspa. Vâng, Kaspa này là gì? Kaspa này chính là một ứng dụng hoàn tiền khi các bạn mua sắm online. Có nghĩa là khi các bạn mua sắm trên các trang mạng điện tử, ví dụ như Shopee, Tiki, Lazada, Sen Đỏ, thì các bạn sẽ được hoàn tiền lại theo một cái phần trăm nhất định tùy vào cái nhà bán hàng. Ví dụ như trên trang Lazada thì Kaspa hỗ trợ hoàn tiền lên đến 15%. Ví dụ như các bạn lên Lazada, các bạn mua sắm 1 triệu đồng thì các bạn sẽ được ứng dụng Kaspa này hoàn tiền lại 15%, tương đương với 150.000. Wow, rất là thú vị phải không nào? Giúp chúng ta tiết kiệm được một cái khoản chi phí khá là lớn nếu chúng ta mua sắm thường xuyên online trên mạng. Và một điểm đặc biệt của ứng dụng Kaspa này là tính năng kiếm tiền không giới hạn thông qua việc giới thiệu bạn bè. Có nghĩa là khi bạn mời thành công một người tải ứng dụng thông qua đường link của bạn giới thiệu, và khi người đó có đơn hàng trên Kaspa, bạn sẽ nhận được tiền thưởng 40k cho 3 đơn hàng đầu tiên và 20% tiền hoàn kéo dài đến trọn đời. Chưa hết, ngoài ra, Kaspa còn mới ra mắt game lắc xu trúng iPod Pro và nhiều phần quà hấp dẫn khác với tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Ghê không? Và nếu các bạn muốn biết thông tin chi tiết, các bạn có thể truy cập vào website kaspa.vn để có thể tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết thể lệ chương trình lần này. Nếu các bạn nào không có ý định mua sắm online trên mạng thì các bạn cũng có thể xem để chúng ta biết cách mời bạn bè để chúng ta kiếm tiền. Và biết đâu một ngày nào đó các bạn cần mua sắm online trên mạng và các bạn cần đến ứng dụng Kaspa để hoàn tiền thì sao? Vì lý do đó mà các bạn đừng nên bỏ qua video này. Và bây giờ, Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tải ứng dụng cũng như là mua sắm để được hoàn tiền trên Kaspa. Ở bước đầu tiên, các bạn cần tải ứng dụng Kaspa về. Nếu các bạn xài điện thoại hay điều hành Android thì các bạn có thể vào CH Play. Còn nếu các bạn xài điện thoại iPhone, các bạn có thể vào App Store để tải về. Bây giờ Thế Tâm sẽ vào CH Play nè. Các bạn nhập ở trên thanh tìm kiếm này, các bạn ghi Kaspa đó, các bạn ok, đó thì nó sẽ ra ứng dụng Kaspa nè, các bạn nhấp vào cài đặt đó. Và sau khi cài đặt xong, chúng ta tiến hành mở ứng dụng lên. Và sau khi mở ứng dụng lên, chúng ta nhấp vào bắt đầu. Đó, và đây là những hướng dẫn chi tiết từ ứng dụng Kaspa dành cho những người mới. Và với bước đầu tiên, khi các bạn vào ứng dụng thì các bạn có thể tìm thương hiệu bạn muốn mua trên Kaspa. Và tiếp theo, đó, sau đó các bạn đọc, hiểu, nắm rõ thể lệ của thương hiệu để nhận được hoàn tiền khi tiến hành mua hàng. Đó, sau khi các bạn chọn đúng cái thương hiệu mình hay mua sắm, các bạn nhấp vào mua ngay thì các bạn sẽ được chuyển hướng đến thương hiệu và sẵn sàng để mua sắm. Tiếp theo, mua và thanh toán hàng trên ứng dụng hoặc website của hơn 50 đối tác. Và với những đơn hàng khi các bạn giao dịch thành công thì Kaspa sẽ ghi nhận đơn hàng và sẽ gửi hoàn tiền về tài khoản của bạn. Và số tiền hoàn trong tài khoản của bạn có thể dùng để đổi lấy phần thưởng bất kỳ từ ứng dụng Kaspa. Và điều đặc biệt nữa là bạn còn có thể rút tiền về ngân hàng như thông thường, không giới hạn số tiền rút được. Nghĩa là các bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản trên ứng dụng Kaspa thì các bạn cũng có thể rút về. Đó, và các bạn lưu ý là Kaspa sẽ chuyển tiền vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Mọi yêu cầu rút tiền sẽ đều được giải quyết vào 2 ngày này. Và đó là những thông tin hướng dẫn từ ứng dụng Kaspa. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành vào để chúng ta mua sắm thôi. Và sau khi các bạn vào ứng dụng thì nó sẽ có giao diện như thế này. Thì bước đầu tiên các bạn nhấp vào cái hình người ở dưới này để chúng ta tạo một cái tài khoản. Đó, các bạn cần có một cái tài khoản để chúng ta nhận được cái số tiền hoàn từ ứng dụng Kaspa này. Các bạn có thể đăng ký bằng nick Facebook hoặc là đăng ký bằng Gmail. Bây giờ Thế Tâm sẽ đăng ký bằng nick Gmail. Đó, Thế Tâm chọn cái nick Gmail là thetam2032. Đó, nếu như các bạn có một cái mã giới thiệu của một người bạn nào giới thiệu cho mình thì các bạn nhập vào đây. Còn nếu các bạn không có thì các bạn nhấp vào, bỏ qua. Đó, các bạn có thể cài đặt hình đại diện, số điện thoại, họ tên, email cũng như là năm sinh, giới tính và khu vực mình đang ở. Đó, và sau khi các bạn đã điền đầy đủ thông tin, các bạn nhấn vào lưu và tiếp tục. Và xong, coi như chúng ta đã tạo được cái tài khoản trên ứng dụng Kaspa. Đó, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành mua sắm. Các bạn kéo xuống như này. Đó, cái phần mua sắm nè. Thì bình thường khi các bạn mua sắm thì các bạn sẽ vào ứng dụng Tiki hay là Sen Đỏ, Lazada, Shopee chẳng hạn.
Thì bây giờ khi các bạn mua hàng thì các bạn sẽ không vào những ứng dụng này nữa mà các bạn sẽ vào ứng dụng Cashback này. Thì ở bên đây nó sẽ hiển thị cái số tiền hoàn tùy vào nhà bán hàng. Đó, ví dụ như Tiki là 5,37%, Sen Đỏ là 7,33%, Lazada là 15% với những sản phẩm túi và du lịch. Đó, Shopee là 6,25%. Đó, các bạn có thể kéo xuống và tham khảo tất cả những nhà bán hàng để chúng ta biết cái số tiền hoàn là bao nhiêu. Đó, và ví dụ như Thế Tâm hay mua hàng trên Shopee. Và bây giờ Thế Tâm sẽ vào ứng dụng Cashback này và chọn đúng cái thương hiệu Shopee mà mình hay mua sắm nè, các bạn nhấp vào. Tiếp tục các bạn nhấp vào chữ mua ngay nè. Đó, và nó đã tự động chuyển qua ứng dụng Shopee như bình thường chúng ta hay vào ứng dụng để chúng ta mua sắm. Nó chỉ khác một điều duy nhất là bình thường chúng ta trực tiếp vào ứng dụng Shopee để chúng ta mua sắm. Còn bây giờ chúng ta phải vào ứng dụng Cashback để chúng ta chọn ứng dụng Shopee để chúng ta mua sắm. Đó, chỉ đơn giản là vậy thôi. Đó, và đây là chương trình mời bạn để nhận thưởng nè. Nhận thưởng ngay 20% số tiền hoàn lại. Thì các bạn có thể nhấp vào cái share đường link nè, hoặc là các bạn copy cái đường link này để các bạn chia sẻ hoặc là dán cái đường link để mời bạn bè của mình tham gia. Thì khi bạn bè của mình có những cái đơn hàng thành công thì các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng. Đó, và chi tiết tiền thưởng như thế nào thì các bạn có thể truy cập vào ứng dụng này để chúng ta biết thêm thông tin. Đó, còn đây là phần đổi xu để nhận quà. Với phần lắc xu nhận quà này rất là hấp dẫn. Các bạn có thể sở hữu những phần quà như iPod Pro, voucher mua sắm và còn rất nhiều phần quà giá trị khác với tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Và để có được xu thì các bạn có thể mua sắm để chúng ta nhận xu, hoặc là chúng ta có thể check in mỗi ngày để chúng ta nhận xu. Và còn một cách nữa là các bạn có thể mời bạn bè để chúng ta nhận được xu. Với cái phần mua sắm thì mỗi một đơn hàng các bạn sẽ nhận được 5 xu, và với 3 đơn hàng các bạn sẽ nhận được 10 xu. Và tương tự với 5 đơn hàng, 7 đơn hàng, 10 đơn hàng thì các bạn sẽ nhận được 15 xu. Đó, các bạn có thể vào mỗi một nhiệm vụ để chúng ta biết số xu mà chúng ta sẽ nhận được là bao nhiêu. Và sau khi có được xu, chúng ta sẽ tiến hành lắc xu để chúng ta nhận giải thưởng với tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Đó, và Thế Tâm chỉ giới thiệu sơ bộ cho các bạn hiểu thêm. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập vào website cashback.vn hoặc các bạn có thể tải ứng dụng về để chúng ta tìm hiểu thêm thông tin. Mong rằng với video này sẽ giúp các bạn biết cách mua sắm và được hoàn tiền trên ứng dụng Cashback, để các bạn tiết kiệm được một chi phí khi các bạn mua sắm online, cũng như là giúp các bạn kiếm thêm được tiền thông qua việc giới thiệu bạn bè tải và sử dụng ứng dụng Cashback này. Và Thế Tâm có để đường link giới thiệu tải app dưới phần mô tả của video này. Các bạn sẽ nhận được 10k trong tài khoản nếu tải ứng dụng thông qua đường link này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Còn bây giờ, Thế Tâm xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.